Chuyện Di Tản 1975, tác giả Tiểu Tự. Tôi không có đi Di Tản hồi những ngày cuối tháng 4 năm 1975, nên không biết cảnh Di Tản ở Sài Gòn ra làm sao. Mãi đến sau này, khi đã định cư ở Pháp, nhờ xem truyền hình mới biết. Sau đây là vài cảnh đã làm tôi xúc động. Xin kể lại để cùng chia sẻ. Ở bến tàu, thiên hạ bồng bế nhau, tay xách nách mang, kêu réo nhau ầm ĩ. Hất ha hất hải chạy về phía chiếc cầu thang dẫn lên boong một chiếc tàu cao nghèo nghèo. Cầu thang đầy người, xô đẩy chen lấn nhau, kêu gọi nhau, gây gỗ nhau, ồn ào. Trên boong tàu cũng đầy người lố nhố, dành nhau chồm lên be tàu để gọi người nhà còn kẹt dưới bến. Miệng la tay quơ ra dấu chỉ trỏ, cũng ồn ào như dòng người trên cầu thang. Giữa cầu thang, một bà già. Máy quay phim zoom ngay bà nên nhìn thấy rõ. Bà mặc quần đen, áo túi trắng, đầu cột khăn rằn. Không mang bao bì gì hết. Bà đang bò nằng nhọc lên từng nấc thang. Bà không giáo giác nhìn trước ngó sau hay có cử chỉ tìm kiếm ai. Có nghĩa là bà già đó đi một mình. Phía sau bà thiên hạ dồn lên, bị cản trở nên la ó. Thấy vậy, một thanh niên tự động lòn lưng dưới người bà già cõng bà lên, xóc vài cái cho thăng bằng rồi trèo tiếp. Chuyện chỉ có vậy, nhưng sao hình ảnh đó cứ đeo theo tôi từ bao nhiêu năm? Để tôi cứ phải thắc mắc, bà già đó sợ gì mà phải đi Di Tản? Còn cháu bà đâu mà để bà đi một mình? Rồi cuộc đời của bà trong chuỗi ngày còn lại trên xứ định cư ra sao? Còn cậu thanh niên đã làm một cử chỉ đẹp, quá đẹp. Bây giờ ở đâu? Tôi muốn gửi đến người đó lời cảm ơn chân thành của tôi. Bởi vì anh ta đã cho tôi thấy cái tình người trên quê hương tôi, nó vẫn là như vậy đó. Cho dù ở trong một hoàn cảnh xô bồ hỗn loạn như những ngày cuối cùng của tháng 4 năm 1975. Chuyện 2. Cũng trên chiếc cầu thang dẫn lên tàu, một người đàn ông tay ôm bao đồ to trước ngực, cõng một bà già tóc bạc phếu lất phất bay theo từng cơn gió sông. Bà già ốm nhom, mặc quần đen áo bà ba màu cốt trầu. Tay trái ôm cổ người đàn ông, tay mặt cầm cái nón lá. Bà nép má trái lên vai người đàn ông, mặt quay ra ngoài về phía máy quay phim. Nhờ máy zoom vào bà nên nhìn rõ nét mặt rất bình thản của bà. Trái ngược hẳn với sự thất thanh sợ hãi ở chung quanh. Lên gần đến boong tàu, bỗng bà già vụt tay làm rơi cái nón lá. Bà chồm người ra, hốt hoảng nhìn theo cái nón đang lộn qua trao lại trước khi mất hút về phía dưới. Rồi bà bật khóc thảm thiết. Bà già đó chắc đã quyết định bỏ hết để ra đi. Yên chí ra đi. Vì bà mang theo một vật mà bà xem là quý giá nhất. Bởi nó quá gần gũi với cuộc đời của bà. Cái nón lá. Đến khi mất nó, có lẽ bà mới cảm nhận được rằng bà thật sự mất tất cả. Cây nón lá đã chứa đựng cả bầu trời quê hương của bà. Hỏi sao bà không xót xa đau khổ? Nghĩ như vậy nên tôi thấy thương bà già đó vô cùng. Tôi hy vọng, về sau trên xứ sở tạm dung, bà mua được một cái nón lá để mỗi lần đội lên bà sống lại với vài ba kỷ niệm nào đó ở một góc trời nào đó của quê hương. Chuyện 3. Cũng trên bến tàu này, trong luồng người đi như chạy, một người đàn bà còn trẻ mang hai cái xác trên vai, tay bồng một đứa nhỏ. Chắc đuối sức nên cô ta quỳ xuống. Thiên hạ quay đầu nhìn nhưng vẫn hối hả đi qua, còn tránh xa cô ta như tránh một chướng ngại vật nguy hiểm.
Trong sự ồn ào hỗn tạp đó, bỗng nghe tiếng được tiếng mất của người đàn bà vừa khóc la vừa làm cử chỉ cầu cứu. Đứa nhỏ trong tay cô ta ốm nhom, đầu chờ vờ, mắt sâu hõm, đang lả người về một bên, tay chân sùi lơ. Người mẹ, chắc là người mẹ. Bởi vì chỉ có người mẹ mới ôm đứa con quặt quẹo xấu xí như vậy để cùng đi di tản. Và chỉ có người mẹ mới bất chấp cái nhìn bàng quan của thiên hạ mà khóc than thống thiết như vậy. Người mẹ đó quýnh quáng ngước nhìn lên luồng người, tiếp tục van lạy cầu khẩn. Bỗng, có hai thanh niên mang ba lô đi tới, nhìn thấy. Họ dừng lại, không xuống hỏi. Rồi họ ngồi thụp xuống. Một anh rờ đầu rờ tay vạch mắt đứa nhỏ. Họ nói gì với nhau, rồi nói gì với người đàn bà. Thấy cô ta trao đứa bé cho một anh thanh niên. Anh này bồng đứa nhỏ úp vào ngực mình, rồi vén áo đưa lưng đứa nhỏ cho anh kia xem. Thằng nhỏ ốm đến nỗi cái xương sống lồi lên một đường dài. Anh thứ hai đã lấy trong túi ra chai dầu từ lúc nào. Bắt đầu thoa dầu rồi cạo gió bằng miếng thẻ bài của quân đội. Thiên hạ vẫn rần rần hối hả đi qua. Hai thanh niên nhìn về hướng cái cầu thang có vẻ hốt hoảng. Họ quay qua người đàn bà, nói gì đó rồi đứng lên, bồng đứa nhỏ vừa chạy về phía cầu thang vừa cạo gió. Người mẹ cố sức đứng lên, xiêu xiêu muốn quỳ xuống, vừa khóc vừa đưa tay vẫy về hướng đứa con. Một anh lính Mỹ chợt đi qua, dừng lại nhìn, rồi như hiểu ra, vội vã chạy lại đỡ người mẹ, bồng xốc lên đi nhanh nhanh theo hai chàng thanh niên. Cây súng anh mang chéo trên lưng, lắc la lắc lư theo từng nhịp bước. Viết lại chuyện này, mặc dù đã hơn 30 năm, nhưng tôi vẫn cầu nguyện cho mẹ con thằng nhỏ được tai qua nạn khỏi. Cầu nguyện cho hai anh thanh niên có một cuộc sống an vui, tương xứng với nghĩa cử cao đẹp mà hai anh đã làm. Và dĩ nhiên, bây giờ, tôi nhìn mấy anh lính Mỹ với cái nhìn có thiện cảm. Chuyện 4. Cũng trên bến tàu, cầu thang đã được kéo lên, trên tàu đầy người, ồn ào. Dưới bến vẫn đầy người và cũng ồn ào. Ở dưới nói vói lên, ở trên nói vọng xuống. Và vì thấy tàu sắp rời bến, nên càng quýnh quáng tranh nhau vừa ra dấu vừa la lớn. Mạnh ai nấy la nên không nghe được gì rõ rệt hết. Máy quay phim zoom vào một người đàn ông đứng tuổi, đang hướng lên trên ra dấu nói gì đó. Bên cạnh ông là một thằng nhỏ cỡ 9-10 tuổi, nép vào chân của ông, mặt mày ngơ ngác. Một lúc sau, người đàn ông chắp tay hướng lên trên xá xá nhiều lần như van lạy người trên tàu. Gương mặt sạm nắng của ông ta có vẻ rất thành khẩn. Bỗng trên tàu thòng xuống một sợi thừng cỡ nửa cườm tay, đầu dây đông đưa. Mấy người bên dưới tranh nhau chụp. Người đàn ông nắm được, mỉm cười sung sướng, vội vã cột ngang eo ếch thằng nhỏ. Xong, ông đưa tay ra dấu cho bên trên. Thằng nhỏ được từ từ kéo lên, toàn ten dọc theo hông tàu. Nó không la, không khóc, hai tay nắm chặt sợi dây, ráng nghiêng người qua một bên để cúi đầu nhìn xuống. Người đàn ông ngước nhìn theo, đưa tay ra dấu như muốn nói, đi, 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 đi. Rồi mặt ông bỗng nhăn nhúm lại. Ông úp mặt vào hai tay khóc ngất. Bây giờ tôi đoán ông ta là cha của thằng nhỏ đang toàn ten trên kia. Không có tiếng còi tàu hụ buồn thê thiết khi lìa bến, nhưng sao tôi cũng nghe ứa nước mắt. Không biết thằng nhỏ đó bây giờ cũng đã trên 40 tuổi, ở đâu? Cha con có gặp lại nhau không? Nếu nó còn mạnh giỏi, tôi xin ơn trên xui khiến cho nó đọc được mấy dòng này.